Cho hề tưởng niệm 35 năm Hoàng Cơ Minh và đồng bọn của Việt Tân. Những ngày qua, khắp các diễn đàn của Việt Tân đều om sòm lên cái gọi là tưởng niệm 35 năm vị quốc vong thân của các chiến hữu tiên phong Việt Tân. Thực chất, khua trương, gõ mõ để đánh bóng tên tuổi kẻ sáng lập tổ chức này, bất chấp hiện thực, thùng rỗng kêu to, càng làm om sòm, Việt Tân càng để cho thiên hạ thấy thực lực và thực chất tổ chức phản động này thảm hại và tanh tưởi như thế nào. Về thực lực, nỉ non, thê thảm như quốc kêu trong thư mời, treo trình ình cả tháng trên trang Việt Tân. Vậy mà lễ tưởng niệm của Đảng Việt Tân tại Toronto, Canada, trưa ngày 21 tháng 8, đông tới những độ hơn 20 nhân khẩu. Thấy dâm gian dư luận rằng những người hiện diện hẳn chẳng phải vì tưởng niệm ai cả, mà tựa như vui chơi có thưởng, có mặt thì có quà. Vừa được ăn uống phè phỡn một cuộc, thêm vài mươi đô Úc nữa, kể cũng bõ công giữa thời buổi lạm phát. Thế nên, trong clip tường thuật và livestream nữa, đóng góp vào sự tẻ nhạt, gượng ép sáo rỗng hết cỡ về chương trình là các gương mặt vô cảm, bộ dạng thất thểu của các nhân vật bất đắc dĩ phải vào vai diễn, đại diện, đại biểu. Nó chẳng xứng chút nào với sự kiện ý nghĩa như Việt Tân muốn làm đàng hoàng, long trọng. Suy cho cùng, trường hợp này, khó tính đến mấy cũng chẳng nên trách diễn viên, diễn vụng. Bởi cũng như mấy gã đầu têu nhận thầu, tổ chức sự kiện, họ đâu có cảm xúc nào về các kháng chiến quân để mà nhập vai cho sâu sắc. Thậm chí trong số đó có những người còn quá biết tường tận những lèm nhèm của Việt Tân trong trò gây và sử dụng quỹ với danh nghĩa để ủng hộ các phong trào dân chủ, canh tần cách mạng trong nước, lèm nhèm đến mức cắn xé lẫn nhau. Ngày 20 tháng 11 năm 2021, trong bài Việt Tân lại gây quỹ mua tù nhân lươn lẹo để cấy nhộng đỏ cho Việt Cộng và ăn chặn mở rộng, tờ The Saigon Post dù cùng lề làng chống cộng vẫn bóc phốt mấy cốt cán của Việt Tân như Nam Lộc, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Cơ Định là ăn cắp quen tay, lừa đảo quen tật. Việt Tân không thể nằm im vì ăn quen, nhịn không quen. Chúng dựng lên trò bịp bợm. Sau đó, chúng đồng loạt đưa tin trên báo chí, mạng xã hội để dụ khị đồng bào, rồi gợi ý mỗi người góp thêm 70.000 hồ tệ, xấp xỉ 2,8 francs Thụy Sĩ. Số tiền này chắc chắn bị tụi nó chia nhau. Còn về thực chất, lễ tưởng niệm đã diễn ra tại Toronto, Canada trưa ngày 21 tháng 8, cũng như các lễ tưởng niệm đang được giao và trèo kéo khách khứa tại Sydney hoặc tại các cơ sở Việt Tân khắp nơi trên toàn thế giới, bổn cũ soạn lại nên thảy đều y chang một giọng, xiểm dương, Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân là những anh hùng đã vĩnh viễn ra đi, để lại di sản quý giá cho tổ chức. Xiểm dương tinh thần vì nước quên thân của những con hồng cháu lạc đã bất chấp mọi gian khổ và an nguy tính mạng, anh dũng hy sinh vì tương lai dân tộc và tiền đồ của tổ quốc. Thực thiếu liêm sỉ, không biết xấu hổ nên mới cố tình phớt lờ cái sự ai cũng biết, cái gọi là các anh hùng đông tiến, các kháng chiến quân, thực chất là những phần tử của một tổ chức khủng bố mà tự chúng ra sức mỹ miều hóa, thành cái danh dởm, lực lượng vũ trang kháng chiến. Những hình ảnh phát lại trong mỗi lễ tưởng niệm từng nhiều lần bị dư luận bóc phốt là clip giả về chiến khu nhằm thổi phồng lực lượng vũ trang kháng chiến ô hợp thành một đội quân thiện nghệ chính quy đông tới hàng chục nghìn người. Có lý tưởng phục quốc, cái gọi là cuộc hành quân Đông Tiến 2 ngày 7 tháng 7 năm 1987 thực chất là một cuộc xâm nhập trái phép vào Việt Nam của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn nhằm tiếp cận xây dựng căn cứ địa của tổ chức phản động ở Tây Nguyên, Việt Nam, từ đó triển khai các hoạt động chống phá, khủng bố, lật đổ chính quyền. Cái gọi là ngày 28 tháng 8 năm 1987, Chủ tịch Hoàng Cơ Minh cùng một số các chiến hữu tiên phong đã hy sinh trong trận đánh khốc liệt tại Nam Lào, thực chất là cuộc trốn chạy nhục nhã sau khi đã bị tiêu diệt và bắt sống hơn 100 tên của kẻ đầu đàn Hoàng Cơ Minh và đồng bọn trước sự truy nã quyết liệt của Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang Lào. Chạy nhưng không thoát, Hoàng Cơ Minh bị ngòm của tỏi. Đủ các nhân chứng bóc phốt bản chất lừa đảo bịp bợm của Hoàng Cơ Minh, nếu có liêm sỉ thì nên đào sâu, chôn chặt. Đằng này, cứ mỗi bận cuối tháng 8 hàng năm, Việt Tân không chỉ đào khoét lên mà còn làm inh ỏi khiến thiên hạ phải bình phẩm và nhớ lại quá khứ tanh tưởi của họ.